Rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Nghệ thuật chiến tranh của thế kỷ 21, Ukraine phá vỡ khuôn mẫu và thay đổi luật lệ trên chiến trường như thế nào? Kính thưa quý vị, quân đội Ukraine trong nỗ lực chống lại kẻ thù vượt trội đã thể hiện một cách tiếp cận không chuẩn mực trong các hoạt động chiến đấu. Việc lực lượng phòng vệ Ukraine gây bất ngờ cho thế giới như thế nào sẽ được trình bày trong tài liệu của phóng viên Yuliana Befanko của RBC Ukraine. Đội ngũ HTD News xin được lược dịch để gửi tới quý vị. Quý vị thân mến, cuộc chiến của Nga chống Ukraine đã được các nhà lý luận và học viên quân sự ở các quốc gia khác nhau trên thế giới nghiên cứu kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu tiên. Cuộc xâm lược nguy hiểm nhất ở châu Âu trong 70 năm qua mang đến cái nhìn thoáng qua về cuộc chiến trong thế kỷ 21 sẽ như thế nào. Trên thực tế, những bài học mới về nghệ thuật chiến tranh hiện đang được viết ra ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Trong nhiều năm, học thuyết của phương Tây sau Thế chiến thứ hai dựa vào các hoạt động đặc biệt nhanh chóng. Ngay cả cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 24 tháng 2 cũng thực tế đã được lên kế hoạch theo khuôn mẫu của NATO, mang hương vị Nga. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine đang buộc thế giới phải xem xét lại những gì được coi là tiền đề về an ninh quốc gia và hoạt động quân sự. Kể từ Thế chiến thứ hai, ưu thế trên không được coi như là một trong những điều kiện then chốt để dẫn đến sự thành công của các hoạt động quân sự. Để làm được điều này, cần phải vô hiệu hóa máy bay địch và trấn áp hệ thống phòng không của chúng. Theo nghĩa này, Nga đã không nghĩ ra điều gì mới khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các cuộc tấn công tên lửa vào các sân bay, vị trí của các đơn vị radar và hệ thống phòng không của Ukraine. Trong kho vũ khí của Ukraine lúc đó, chỉ có các hệ thống phòng không cũ kỹ, hệ thống phát phai Manpads, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay tấn công của Liên Xô, với số lượng khá hạn chế. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, một thứ giống như hệ thống phòng không nhiều lớp đã được áp dụng. Trong đó có các hệ thống khác nhau, tầm xa, tầm trung và tầm ngắn phối hợp hoạt động. Moscow đã không tính đến điều này, cũng như thực tế là ngay trước cuộc tấn công đầu tiên. Bộ chỉ huy của Ukraine đã sơ tán được máy bay và hệ thống phòng không khỏi các mục tiêu tấn công từ Nga. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại chính xác do các cuộc tấn công do Nga gây ra trong 24 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, bất chấp áp lực từ máy bay, tên lửa và sau đó là máy bay không người lái của đối phương, lực lượng phòng không Ukraine không chỉ duy trì được hiệu quả chiến đấu mà còn tăng cường và tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công trên không. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh và cuộc xâm lược hiện đại, chúng ta sẽ không tìm thấy tái trọng quy mô lớn như vậy đối với hệ thống phòng không mà lực lượng phòng không Ukraine đã phải đối mặt trong 19 tháng. Ivan Kirichevsky, chuyên gia tại cơ quan tư vấn và thông tin Defense Express cho biết, xét đến những sửa đổi hiện có của chúng tôi đối với MiG-29, Su-27, với vũ khí hàng không và hệ thống phòng không của chúng tôi, được thực hiện vào ngày 24 tháng 2. Về mặt lý thuyết, chúng tôi không thể chống lại một cuộc không kích của người Nga vào lúc đó. Nhưng có điều gì đó không ổn đang có lợi cho chúng tôi. Ông nói tiếp, nhân tiện, thật sai lầm khi tin rằng việc chuyển giao F-16 cho chúng tôi với nhiều loại vũ khí phù hợp sẽ dẫn đến một bước ngoặt hoặc lợi thế trên không. Điều này sẽ mang lại cho lực lượng không quân của chúng tôi những khả năng tương tự mà người Nga hiện có. Nhờ hệ thống phòng không Patriot của phương Tây, quân đội của Ukraine đã trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới bắt đầu bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal. Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine nói chung là cuộc xâm lược đầu tiên sử dụng vũ khí siêu thanh như vậy. Mặc dù người ta tin rằng tốc độ thực của Kinzhal không đạt tới tốc độ siêu thanh. Chuyên gia Kirishevsky lưu ý rằng,
Moscow đã mua những tên lửa này vào năm 2017. Trung Quốc có vũ khí siêu thanh của riêng mình, nhưng vẫn đang xây dựng kho vũ khí của mình, và Mỹ chỉ đang tiếp tục phát triển. Krzyzewski giải thích, không có cuộc xâm lược nào mà vũ khí siêu thanh đã được sử dụng. Và thật không may, Ukraine là những người đầu tiên nhận nó. Mặc dù có một câu chuyện thú vị ở đây, người ta tin rằng Patriot không thể bắn hạ những mục tiêu siêu tốc độ cao như vậy. Họ cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như hệ thống TARDIS của Mỹ. Có lẽ các xạ thủ phòng không của Ukraine không biết rằng Patriot không có lựa chọn như vậy nên đã phóng và cuối cùng đã bắn hạ thành công tên lửa siêu thanh của Nga. Điều này không thể giải thích khác được, bởi vì đó là một khám phá ngay cả đối với chính các nhà sản xuất. Có những ví dụ khác về sự khéo léo của quân đội Ukraine khi lần đầu tiên trong lịch sử, tổ hợp Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng đã bắn hạ được một mục tiêu trên không. Chúng ta đang nói về chiếc trực thăng Ka-52 của Nga bị phá hủy vào đầu tháng 7 trên hướng Berdyansk. Trước đó, người lính Ukraine đã bắn hạ trực thăng Nga bằng các hệ thống chống tăng khác, Sotnya và Korsair. Trong những tháng đầu tiên, người Nga tiến hành các cuộc tấn công không chỉ bằng tên lửa tầm xa mà còn bằng vũ khí trên không. Nhưng do kẻ thù không bao giờ có thể chế ngự được lực lượng phòng không của Ukraine, các máy bay và trực thăng của Nga kể từ khoảng tháng 4 năm ngoái chỉ hoạt động ở khu vực tiền tuyến, ở độ cao thấp và không còn bay sâu vào Ukraine. Nhà quan sát chính trị quân sự của nhóm kháng chiến thông tin Alexander Kovalenko nói thêm, Ukraine nếu không có hành động thực tế trên lãnh thổ Liên bang Nga sẽ phá hủy các máy bay vận tải và chiến lược, tàu chiến mang tên lửa, máy bay ném bom Il-76, Tu-22M3, Tu-95MS. Hơn nữa, ảnh hưởng này còn tiến sâu vào lãnh thổ của kẻ thù, không phải bằng tên lửa mà bằng những phương tiện hoàn toàn khác. Một ví dụ khác về sự sáng tạo của quân đội Ukraine là việc lắp đặt trên Su-24 cái da treo từ máy bay tấn công Tornado đã ngừng hoạt động để máy bay ném bom Liên Xô của chúng ta có thể bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow Scalp EC của phương Tây. Cuộc chiến trên biển và trên đất liền. Ukraine đang chiến đấu với một kẻ thù không chỉ có lợi thế đáng kể về phi đội máy bay mà còn về hải quân. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản quân đội của Ukraine vô hiệu hóa khả năng tiến hành các hoạt động đổ bộ ở Biển Đen của đối phương. Khoảng một nửa số tàu đổ bộ của hạm đội Biển Đen đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Mới đây, quân đội Ukraine lần đầu tiên trong lịch sử đã bắn trúng tàu ngầm bằng tên lửa hành trình. Chúng ta đang nói về Rostov-on-Don đã bị hư hại ở Sevastopol bị chiếm đóng. Và năm ngoái còn có một tiền lệ mới khác trong vấn đề hải quân khi xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga, tàu tuần dương tên lửa Moskva bị chìm sau khi bị tàu Neptune của Ukraine bắn trúng. Sau những tổn thất như vậy, hạm đội của Nga trông giống như một đội tàu hơn vì chúng không được bảo vệ. Gần đây, hạm đội Biển Đen của Nga đã bị xuồng không người lái hải quân quấy rối nặng nề. Một trong những diễn biến độc đáo khác của Ukraine. Ukraine không phải là nước đầu tiên trên thế giới cố gắng phát triển những máy bay không người lái như vậy, nhưng là nước đầu tiên có thể đưa nó về đích và bắt đầu đưa nó vào thực tế. Ông Kovalenko nói, Iran đã sử dụng thứ tương tự, nhưng đó là một chiếc thuyền tầm thường, chứa đầy chất nổ, có thủy thủ đoàn. Nó được đưa đến tàu địch và trước các cuộc tấn công, phi hành đoàn sẽ nhảy ra ngoài và đi vào bờ. Còn theo Krzyzewski, trên thế giới hiện có khoảng 130 thiết bị không người lái hàng hải cho nhiều mục đích khác nhau. Đây là những chiếc thuyền mặt nước cổ điển, những robot nhỏ được sử dụng trên tàu quét mìn để trà phá thủy lôi và tàu ngầm không người lái. Chuyên gia giải thích, nhưng hóa ra là Ukraine đang đi trước cả thế giới về mặt này, bởi vì Kiev thực sự là người đầu tiên chế tạo nguyên mẫu hoạt động của xuồng không người lái cảm tử trên biển,
một vật thể nhỏ trên bề mặt có diện tích khá mạnh và có thể bảo đảm tiêu diệt được mục tiêu lớn. Trên thực tế, Ukraine là những người đầu tiên sử dụng chúng trong điều kiện chiến đấu thực tế và phát triển kinh nghiệm sử dụng nó trong thực tế của chính mình. Kovalenko nói, nhìn chung trong chiến tranh, quân đội Ukraine giống như quân đội Nga đã có thể nhân rộng kinh nghiệm sử dụng máy bay không người lái đã có trước đó. Hơn nữa, nếu trong năm đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 70% UAV được cung cấp từ nước ngoài và 30% được sản xuất trong nước, thì đến năm 2023, Ukraine đã có một con số gần như phản chiếu. Cho đến nay, lực lượng Azerbaijan đã chứng kiến việc sử dụng máy bay không người lái nhiều nhất trong chiến tranh Karabakh lần thứ hai. Chuyên gia chỉ rõ, ngoài máy bay không người lái trên không và trên biển, Ukraine còn có thiết bị không người lái trên mặt đất được sản xuất trong nước, chẳng hạn như thực hiện việc khai thác lãnh thổ. Giám đốc mạng nghiên cứu địa chính trị mới giải thích, Mikhail Shamers, trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine. Có thể nói rằng, Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái làm trung tâm, khi máy bay không người lái là phương tiện trinh sát chiến thuật chính. Điều này cho phép các chỉ huy cấp chiến thuật kiểm soát tình hình theo thời gian thực, thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và tiêu diệt kẻ thù. Khi bạn hoàn toàn kiểm soát tình hình, kẻ thù ở đâu, mục tiêu của hắn ở đâu, tính chất của địa hình là gì? Đây là một cấp độ hoạt động quân sự hoàn toàn khác so với 10 năm trước. Cuối cùng, việc một quốc gia có tiềm lực nhân lực, kinh tế và quân sự kém hơn đáng kể đã chống chọi được với cuộc xâm lược của cái gọi là đội quân thứ hai của thế giới. Ở một mức độ nhất định, cũng là nét độc đáo của Ukraine. Trong lịch sử hiện đại, những tiền lệ như vậy rất ít. Một ví dụ là chiến tranh mùa đông năm 1939-1940, khi Liên Xô tấn công Phần Lan. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine đã vượt quá quy mô. Hơn nữa, với lợi thế về số lượng của kẻ thù, lực lượng phòng vệ Ukraine không chỉ cố gắng giữ phòng tuyến mà còn thực hiện các hoạt động tấn công và từng bước trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Kovalenko lưu ý, hiện nay người Nga ở vùng Azov có hơn 100.000 lính. Con số này nhiều gấp 3 lần so với số đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine tham gia các hoạt động tấn công. Ngoài ra, người Nga còn có các tuyến phòng thủ rộng lớn. Ví dụ, tuyến đầu tiên có số lượng bãi mìn có sức nổ cao rất lớn, nhưng Ukraine đã vượt qua nó trong một khung thời gian khá chuẩn. Đây là một trường hợp độc nhất. Lực lượng vệ quốc Ukraine đang tiến lên với lực lượng nhỏ hơn nhiều, ở vùng khắc nghiệt nhất, và Ukraine đang tiến triển thành công. Chuyên gia Kirishevsky nói, khi tất cả các nhà phân tích, chuyên gia và quan chức phương Tây đưa ra cho chúng ta những dự báo về ngày tận thế trước một cuộc xâm lược quy mô lớn, họ thực sự đã tiến hành những điều kiện khách quan. Người Nga đã tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine, cả về số lượng và chất lượng đều khá đủ để thực hiện một chiến dịch theo tiêu chuẩn NATO. Ngoài ra, lý thuyết chiến tranh theo tiêu chuẩn NATO cho rằng cần phải thực hiện các cuộc tấn công vào sân bay, vào các cơ quan hành chính quân sự, vào cơ sở hạ tầng quân sự, rồi mọi thứ trong nước sẽ sụp đổ. Chuyên gia cho biết, cả sự ổn định của quân đội và khả năng tự tổ chức của xã hội đều có thể tránh được sự sụp đổ này và tồn tại với tư cách là một nhà nước. Trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, nhiều tình huống ranh giới như vậy đã được thông qua mà chưa có quốc gia nào trên thế giới làm gương trước đây. Và hóa ra, lực lượng phòng vệ Ukraine đang vượt qua chúng thành công hơn những gì có thể tưởng tượng. Kirishevsky nói thêm, vấn đề thậm chí không phải là về việc ai đó vi phạm các quy tắc đã được thiết lập, mà là về thực tế là hiện nay trên chiến trường ở Ukraine, các khuôn mẫu mới đang được viết ra về cách thức chiến tranh nói chung có thể diễn ra trong thế kỷ 21. Thế giới có thể học được bài học gì? Bạn có thể có một hạm đội hùng mạnh, lực lượng hàng không mạnh mẽ và xe tăng hiện đại. Nhưng nếu không có hệ thống phòng không nhiều lớp trên mặt đất, kẻ thù sẽ có thể dập tắt hệ thống năng lượng của bạn bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa mà không cần nỗ lực siêu phàm.
Bạn có thể thảo luận bao nhiêu tùy thích rằng pháo binh đã trở thành nền tảng trong các hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó vẫn không thể thiếu cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Lợi thế cuối cùng sẽ thuộc về những người có độ chính xác và tốc độ bắn trúng mục tiêu. UAV phải tương đối rẻ như vật tư tiêu hao và có mặt ở tất cả các chi nhánh của quân đội, trên bộ, trên biển và trên không. Vấn đề số lượng, Ukraine có thể yêu cầu từ lâu để cung cấp cho họ Patriot hoặc F-16, nhưng chúng sẽ chỉ có tác động đến diễn biến cuộc chiến nếu có đủ. Tuy nhiên, một trong những bài học chính là thời đại của những chiến dịch ngắn ngủi và chớp nhoáng chưa khiến những cuộc chiến tranh lớn như Thế chiến thứ nhất hay Thế chiến thứ hai trở thành quá khứ và không thể giành chiến thắng trong đó nếu không có tư duy khác thường và ý chí chiến đấu điên cuồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.